trường đại học, nhưng mà em thực sự không không yêu
một cái cố xảy ra là bố mẹ hai ôm. Lúc đó em mới thực sự trưởng thành, lúc đó em mới thực sự nhận ra là bản thân em là ai, bản thân em thích cái gì, bản thân em thực sự thích người mẫu, và em quyết định theo con đường này và chưa có chưa đáo. Và cuối năm 2020 em bắt đầu công việc người mẫu tại Sài Gòn rồi, và em được nhiều lần cho cơ hội trình diễn tại sân khấu ở Bắc Nam Fashion Week. Đó cũng là một trong những động lực mà khiến em có thể đi theo con đường người mẫu đến tận bây giờ. Và cái chương trình đầu tiên em thi đó là The Next Play của anh Nam Trung, cũng như là ba vị tiên tượng rồi, cho em rất là nhiều bài học. Sau đó thì bản thân em cũng trưởng thành hơn và tự tin hơn khi mà em quyết định thi The Play Việt Nam 2022. Khi mà em đến từ đây, tại đây em nói với lại ba vị giám khảo, em tự tin và em có thể chinh phục được ba vị giám khảo, bởi vì em thật sự rất là yêu môn, em thật sự rất là yêu người mẫu. Và em hứa là trong tương lai em sẽ làm được nhiều điều tốt hơn nữa, có thể là đa dạng sắc màu hơn nữa, có thể là một trong những cái chiến mạnh của The Play Việt Nam 2022. Và nếu được cho cơ hội thì em sẽ thể hiện điều đó. Tính chính lại đây một chút, sửa lại một chút là lúc đầu là gia đình em thực sự không cho. Sau đó khi mà biến cố xảy ra với lại em thì em quyết định vào đây để theo người mẫu, thì lúc đó là một phần nào đó là chứng minh được cho ba mẹ thấy là em có thể trở thành người mẫu. Và thời gian ngày chứng minh thì ba mẹ cũng tin tưởng em và cũng đã ủng hộ em trên con đường người mẫu ạ. Để hỏi em, để kể, để cho em tâm sự
chút về bộ đồ của em ngày hôm nay được không ạ? Cảm ơn. Thank you.
sẽ khắc bài hoa mang của Quỳnh Hương. Thế là nó sẽ đúng luôn. Cho nên là bây giờ có sắp có đi tiếp vào vòng trong thì em sẽ chứng minh cho ban giám khảo thấy được là sự lựa chọn của ban giám khảo là đúng ạ. Bởi vì em thực sự yêu nghề và em nghĩ là phần trình diễn vừa rồi có thể là do em có một chút cái tinh thần không được ổn định từ khi mà ở ngoài phòng chờ. Cho nên là cảm ơn. Chúc mừng
Rồi bạn Tâm Thảo ơi, em cảm ơn được chung ạ. Cảm ơn các vị ban giám khảo ngồi đây và anh Trần Nam Trung. Em sẽ cố gắng đẩy một màu sắc mới cho học thi tiếp theo để chứng minh được em thật sự yêu người mẫu. Xin cảm ơn. Em biết tại sao không? Em biết tại sao mà tự nghe cái câu chuyện em mất nhé. Đầu tiên là em bảo là trời nghe em xin có một cái tự nhiên cứ cơm một cái gì lên. Thế sao kiểu nó rất là chỉnh chu ấy. Đúng không? Sau đấy em kể một câu chuyện chả liên quan gì đến